thái tử. Lý Hồng Tú thì có rất nhiều cách, chứ không chỉ có độc và hồng thú. Có đại tướng học tư cách của mình, chỉ đến ông Phụ Hoàng đừng lo lắng về việc đó. Được rồi, để ta xem kiến thức con học được khắc sâu trong tâm trí con đến mức nào. Đi theo ta. Chú Diêu, con cũng đi theo ta đi. Phim được giới thiệu bên tại youhay.info. Vì các con đã đọc luận ngữ của Khổng Tử rồi nên ta sẽ hỏi. Ý nghĩa của câu đầu tiên trong luận ngữ là gì? Dừng. Nó có nghĩa là nếu học và thân nhận điều mình học thì làm sao có thể không vui được. Con hiểu câu nói đó như thế nào? Bây giờ thì Khổng Tử khó khăn. Khi đã đưa lại một vụ đầu nhận định thì con sẽ có thể nhận ra việc học vui đến thế nào. Con hiểu rằng phải chịu đựng khó khăn cho tới lúc đó. Dùng gì ông? Con hiểu thế nào? Nói đi. Dừng. Con nghĩ câu nói đó không chỉ nhắc tới điểm của việc học. Con nghĩ nó nói tới cơ sở mà một vị vua lên đi. Trong câu này học nghĩa là chắc phần vị vua nên dựng theo cách mức. Vị vua đó cần phải sẵn sàng học nên sẵn bề đoàn của mình. Có vậy thì các người nuôi thằng người dạy sẽ được vua. Nó chắc chắn sẽ là một niềm vui. Nói đến cả vua lớn các vị tôi. Làm sao cũng có thể hiểu được câu nói đó liên quan đến một vị vua vậy? Theo ý kiến trong cảng của con, bài học của Khổng Tử là tư tưởng trị quốc. Sử dụng bằng cách thông chế hoàn bằng quyền dựa. Vì nên con đã nhận được cách này. Vì nên con đã nhận được cách này. Cô đã nghe nghĩ chưa? Ta bảo cô đã nghĩ và nghĩ nhớ. Không phải là muốn khiến con khổ sở. Bằng việc đọc đi đọc lại nhiều lần, cô sẽ bắt đầu suy ngẫm ra. Nhiều chuyện thực sự muốn cầu dẫn, chọn là khung điểm ở chung đằng sau đó. Dừng. Cô hiểu rồi à? Để ta hỏi cùng thêm một câu. Ý nghĩa của câu thứ hai mươi ba trong sự lộ là gì? Sao con không trả lời ta? Con không hiểu chút nào sao? Con nghĩ quả vì con nghĩ con đã hiểu sai rồi. Con hiểu thế nào? Nói đi. Con đã kiểm tra rằng con đã làm sai rồi. Chỉ nên con hãy dừng lại đi. Dừng lại. Những cái gì? Giống như những người thầy và người chúng lấy lòng người. Người đang yêu cầu cả cha mình không được chỉ trích người sau. Người đang bảo ta bằng kề người như thế này, dù người chẳng hề tiến bộ. Sau khi ta quở trách biết bao nhiêu lần sau, người còn kém hơn cả khi đúng với ông quân mới có 7 tuổi. Người muốn ta để mặt người như thế sao? Chỉ thật sự. Dừng, thưa bệ hạ, đuổi toàn bộ các thái phó và quan lại của thái tử, những kẻ không đầy đủ tốt cho thái tử. Chắc hồi như vậy. Đồng thời, phạt đánh toàn bộ các nội quan của thái tử 20 trường và đuổi hết 100 trạm cuối cùng. Dừng, thưa bệ hạ. Mà đi là không được đâu à?
저희 아래서 끝까지 지켜보내셨습니다. 내가 기다리고 있면 경유세는 이동된 이유고 살살소와 이시간을 지키겠습니다. 예, 이제 저희도 만든 있어야 할것 같습니다. 그래, 몸을 여기 메꿔라. 다른 거라 아무것도 하지 말거라. 주리가님 양경리 생각도 사람들과 교류할 생각도 말거라. 아버지도 전화의 칼끝에 우리 가문을 겨누고 있다. 죽은 사람처럼 없는 사람처럼 너네 집에 가라. 그럼 형님들이 세상 집에 간다 가보가
Cô liền lúc ra ngoài phương để làm gì? Cô đâu dùng giải chiến sao? Sao không lại đi một mình? Thật nguy hiểm. Phụ quan cô cần lo đâu. Ai lại dám hại sĩ tử chứ? Sau khi uống cả đêm như thế, hôm nay cô nên phòng hành như thế nào hả? Nói đi. Những bài học hôm nay thì cô định làm sao? Hôm nay cô suy nghĩ. Ngày mai cô sẽ tỉnh táo hơn và học chăm chỉ. Cô muốn thật tin điều đó sao? Dì, xin phụ quan sẽ tin con. Cô không tin như trước đây đâu. Phụ quan có thể không biết, nhưng dòng gặp đây cô không quan sát chặt gì. Nếu thực sự đã làm được thì sẽ có kết quả. Nhưng con vẫn chưa chứng minh được điều gì. Nhưng mà thôi, chúng tôi từng đã chấp chỉ ư? Cô nói dối nhiều hơn là người thật đấy. Điều thì ta chẳng tin bất cứ điều gì cô nói đâu. Làm sao quan có thể điều hành được nữa khi mà hiện tại sự nhiệt tình của người khác khó khăn đến thế chứ? Nhị cơ, khi ngài không tin bất cứ ai, tôi biết đâu ngài muốn đề phòng các bị tôi. Và muốn tôi, giúp tôi, khi lấy bỏ đi lại. Cô đang đối với ai thế? Cô đang đối với các bạn của cô. Cô đối sai sao? Ngày muốn tội họ, khi những tội ác đối với, ngày muốn họ đi rằng sao? Hãy tử! Cô giả sự yên số tuyệt kẻ thân thôi sao? Cô giả nhạo bán cách lan trị của nhà vua sao? Đổi đi! Cũng trở thành kẻ phản loạn sao? Nói đi, cũng sợ cùng các vũ khí của con sao? Nếu không nhắc đến chúng một lần nữa, thì ta sẽ không tha thứ cho con đâu. Nếu có gì giúp ta một lần nữa, cô vẫn là người tôi của ta đi, hiểu chưa? Dì, chú bị hả? Không mất bệnh gì à? Tuy nhiên,
Tuy nhiên làm sao? Nói đi. Thần sẽ đối à? Thần rất tiếc phải báo cho bệ hạ, nhưng thần tin là Thái Thượng Hoàng đang ở gần cửa tử rồi à? Sao cô cứ liên tục phạm lỗi thế hả? Xuân xin lỗi à? Tất cả mọi người đều phải trải qua thời gian thử thách và rèn luyện. Đối với con, đó chính là khoảng thời gian này. Dì, muốn không? Thôi được rồi. Tối nay con ngủ đi. Ngày mai hãy tập trung học hành nhé. Xin lỗi con, hãy bảo linh cảnh giác bên ngoài trời đi đi à. Con cảm thấy chỉ đang ở trong một vậy, con không chịu được. Vậy thì con hãy tự bảo họ đi đi. Sao cơ à? Từ bây giờ, nếu con muốn gì, thì hãy tự chiến đấu để có được đó. Ý mẫu hậu là sao à? Mẫu hậu bọn con chiến đấu với ai chưa à? Bị hả? Mẫu hậu, đừng sợ. Bệ hạ không thể làm gì con được. Đó là giới hạn khi một người cha đối với con trai mình. Đó là cách mà phụ hoàng con đã đánh bại Thái Thượng Hoàng Tezu. Con nghỉ ngơi đi. Chỗ
sao ngài lại dừng lại? Nghĩ đến gì nghĩ tôi à? Mang kiếm đến cho ta. Sao cơ à? Ngài muốn đi đâu vào trên này à? Giờ ngươi lại thuê tiền tới gặp ta vào giữa đêm khuya ở đây sao? Sao ngươi lại toàn uống rượu vậy hả? Con xin lỗi. Sao ngươi lại uống nhiều thế? Lúc rồi mà không cần lý do sao? Thân thì thái tử. Khi tôi nhận lỗi con, cô đã uống rượu vì cô gái ngon không nghe lời con. Điều đó khiến con nghĩ tới ngài. Con nghĩ tới khi ngài gục ngã trước thanh gương mà con chỉ về phía ngài. Con nghĩ vậy chứ? Người đã rơi những giọt nước mắt buồn bã vì con. Vũ Quan, con xin lỗi. Xin hãy trừng phạt con đi. Có điều gì sẽ thay đổi nếu ta làm gì chứ? Ta không còn đủ sức để trừng phạt, cũng không có sức để tha thứ cho ngươi nữa rồi, cha. Phim được chiếu trước mình tại chiêuhay.info. Thái tử, điểm tâm được chuẩn bị rồi à? Đi thôi, ta nên ăn chứ. Cuối cùng ta cũng thèm ăn trở lại rồi. Chúc mừng bệ hạ. Chúc ngài giảng võ vô cương để dẫn dắt đất nước thật lâu dài. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Cảm ơn các ngươi. Ta có thể đứng ở đây vào ngày hôm nay là nhờ có các ngươi. Xin được thay đổi và hãy tiếp tục ở bên cạnh giúp đỡ ta. Nào, uống đi. Bệ hạ, thái tử của Tây Du tới ạ. Nếu mới chào. Thái tử của chủ sở nhi đã xin thân của bệ hạ đến ta nơi đây. Ta ngồi xuống thì không? Tất nhiên là được rồi à. Hãy tới đây ngồi đi à. Ta tưởng đi đâu trong một cuộc chiến chung. Hãy nhận lấy trường của ta.
hoàn thành. Sự hy sinh vô giá trị, người duy nhất mà Bách Tính có thể dựa vào là một vị vua khỏe mạnh. Xin hãy ghi nhớ điều đó. Dạ, thưa Thái Thượng Hoàng, cô sẽ ghi nhớ là một vị. Dạ. Phượng Hoàng, mọi người ăn uống thư giãn nhé. Ta xin phép đi trước. Ngày hôm nay tiếp tục nữa đi ạ. Ta nhà tôi đến hơn đâu. Ta đến đi thôi. Năm 1908, năm trị vì chúng ta của vua Tê Sông. Vị vua sáng lập triều đại Joseon, vua Tê Sông, Lý Seo Kỳ qua đời.
Phụ quan, sao con lại tới đây? Nói đi, con tới đây để làm gì? Người đàn ông kia đuổi và đã coi thường cha rồi. Người đã khiến cha mình tan nát. Phụ quan, người là đứa con trai vô ơn, lợi dụng tình thương của cha để hại cùng cha mình. Không lẽ phản thân đã phá hủy trái tim của nhà vua? Phụ quan, phụ quan, thượng quan, đây là chuẩn bị sẵn để đi chưa? Đột nhiên chúng ta đi đâu thế ạ? Hãy đi thưởng thức bầu không khí trong lành. Ta nghĩ để cần cứ đó thì nên ta mới tới đây. Sao đâu vội cả thấy tiêu sử? Chúng ta cùng đi đi. Cùng đi cùng phụ quan. Xin hãy cho biết cô đi ạ. Chẳng quay cung rồi thì phải thương một chút chứ. Thái sư, dừng thương thượng quan. Cố đưa kiếm ta xin đọc. Đi thấy thế nào? Đi thấy khá hơn rồi chứ? Nhưng phụ quan bây giờ chắc là tin tưởng cho họ rồi. Vẫn hồi cả sáng tâm đồ và vẫn hồi sáng rằng là sử dụng của một gia tộc. Hắn là ông ấy đã bỏ tất cả rồi. Vì vậy, để cô hãy xin bỏ gánh nặng. Hãy nghe lời của chúng quan đi ạ. Cô không muốn khai với chúng tôi nữa. Được rồi. Giờ cô đã biết cách an ủi phụ quan rồi đó. Ngay nhìn xung quanh đi. Đây là đất nước con sẽ giúp cai trị đấy. Có những bất tính đang sống ở dãy núi đằng xa kia. Còn có những
những người sống ở xa hơn thế. Con sẽ phải quan tâm và chăm lo cho toàn thể những người đó. Chỉ nên ta mới khó tính với con. Dân thưa phụ quan, con có thể làm tốt hơn không? Dân, con sẽ làm tốt hơn à? Con sẽ làm tốt. Hãy đạt sự kỳ vọng của ngài. Tốt lắm. Ta tin được con. Dân, ngay khi về tới nước Nhật, bệ hạ lại muốn sang trại nữa sao ạ? Đừng lo, không phải như thế đâu. Vì sao ngày lại đội quan sông? Người có biết hôm nay ta đã thấy gì không? Chẳng thể lại nhận mất tình. Và một ngày nào đó ta sẽ phải cai trị. Người có biết ta còn thấy gì nữa không? Thái tử là thứ gì ạ? Ta thấy được vua của Sưu Siêu Ân là ai? Và ta thậm chí còn thấy ai xin đưa ta trở thành vua? Thái tử, tôi lên được cung dung phục vụ cho hoàng hậu ạ. Có chuyện gì thế? Mau vào đi. Thái tử, hoàng hậu cần ngài tới nhà ngoại ạ. Phụ thân của hoàng hậu đang ốm rất nặng. Mỗi sao cưng? Cha, thái tử,
thương. Ngoài tổ phụ đã rất mong được gặp con đó. Con xin lỗi ạ. Con chú xin lỗi ạ.
còn đi tới đây. Cuộc đời đó có một số bản luận về các cuốn cổ của quân Tôn Triều. Chỉ đến cùng với sao? Rồi sao? Cô muốn nói gì? Cùng tôi chỉ còn muốn bày tỏ ý kiến của mình. Nói đi. Nói đi. Ý kiến của con là gì? Con này giao chiến đúng không? Dạ. Tôi xin thưa. Một tội phạm đã phạm phải tội lớn. Vì nên xin phụ quản hãy nghe theo lời của các vị tôi. Và xử tội nhân cho ai xin phụ quản. Thái tử, sao có thể làm thế hả?